Ngày 12 tháng 11, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đội ngũ cán bộ cột cán trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Các đại biểu tham dự hội nghị được các đồng chí Thường trực Huyện ủy thông báo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và hiệu quả hoạt động của chính quyền 5 năm 2015-2020, phương hướng mục tiêu chỉ tiêu 5 năm 2020-2025, đánh giá công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị 5 năm 2015-2020, phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ 5 năm 2020-2025. Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai hai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ gồm chương trình hành động về phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, phát huy lợi thế các sản phẩm đặc trưng của địa phương gắn với giảm nghèo bền vững, chương trình hành động về đổi mới toàn diện và đồng bộ công tác cán bộ. Sau hội nghị, Huyện ủy Tuyên Hóa chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, tổ chức triển khai quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.